Tiệm ăn Tóc Nam Hoài Thương xin kính chào quý vị và các bạn. Thì như mọi người cũng thấy, hôm nay là Hoài Thương lấy cái tay cho khách tóc tiếp tục ha. Thì mọi người xem video, nếu mà thấy Hoài Thương chia sẻ video cho bà con chúng ta và cũng nhìn chị em khán giả xem á, nếu mà mọi người thấy yêu thích thì hãy tặng Hoài Thương một like và một đăng ký kênh nha. Rất cảm ơn mọi người luôn. Cái tay quá nhiều của chú anh chị ơi, nằm sâu bên trong luôn. Phía ngoài lông tay cũng một số lông tay mọc rất là dài ha. Nhưng mà lấy cái tài như thế này thì không khuyến khích các người, quý vị chúng ta chưa gành, không khuyến khích mọi người làm theo ha, với bất cứ hình thức nào vì nó rất là nguy hiểm. Các em nhỏ, các bạn không biết về ngành nghề cũng không nên làm theo ha. Cái tay này rất là khó lấy nha cô chú anh chị, sâu bên trong lắm luôn. Quá thế mọi người ơi. Chèn ngồi coi cục cái tay kìa. Dữ lắm rồi cô chú anh chị. Nó đã phê cực kỳ luôn mọi người ơi, gấp ra mà sướng cái tay. Quá chừng cục cái tay nó bự rồi. Mọi người xem video thấy Hoài Thương chia sẻ hữu ích, ý nghĩa và hay cho bà con chúng ta, anh chị em cùng xem đó, thì mời mọi người tặng cho một like, một đăng ký kênh nha. Rất cảm ơn mọi người. Còn nữa nè cô chú anh chị ơi, đó, cái tay rất là nhiều luôn, công nhận thì
cái tay bụi ở trong nó ra nữa nè. Đạn nữa ha. Nhấy cái tay. Đến đây thì Hoài Thương cũng khép lại video tại đây nha mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi nha.